Trưa 30 tháng 5, Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cùng các đơn vị liên quan đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ nam thanh niên tử vong bất thường trong một quán cà phê ở phường 8 thành phố Bạc Liêu. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, nam thanh niên 27 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu ghé quán để uống cà phê rồi nằm ngủ trên võng của quán. Sau vài giờ, người này không tỉnh dậy mà nằm một tư thế lạ. Chủ quán cùng những người có mặt tại đây đến kiểm tra thì phát hiện đã tử vong. Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm, đồng thời lấy lời khai từ những người liên quan để xác minh, làm rõ nguyên nhân. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, thi thể nam thanh niên đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.